với địa chỉ không? Đã tôi thấy cái xi nhan. Giờ không mấy chỗ nhà không giao đồ ít xe giao xe đó nên xe bự đi nhiều chỗ nó không nên giao cho mình hẹn một giờ vậy đặng cho trong thời gian đó có ai ở có ai như là ai mua thêm với nó chở đi luôn. À, trời trời có nhiều lần hết đi, có nhiều tụi lần hết. Vô quá nè. Chắc nó không thấy người ta là thân thiện gì nè. Chứ đây ông dòm thấy có ai. Ở đây chỗ đó có nước phun á. Giờ hồi nào cũng mệt lấy rồi xuống tắm uống nước luôn. Đó, cái gì? Biết gì tụi ăn cái gì? Cò thì ăn cá. Nhưng mà tao giờ tao cũng có ăn bịch cá, cá đông lạnh cũng đâu có ăn bịch đâu. Ăn cá cơm. Rồi tao không cho ăn. Tối ngày lại chỉ ngồi để chờ hoài. Nó biết chứ rồi. Cho ăn cái lại nó bu hơn nuôi nó cứ đi còn rủ khay bữa nay đó.